Rồi sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bạn Phi Đằng sẽ trình bày thuyết trình về cái dự án của mình. Thế mời con. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Trần Phi Đằng. Mình học lớp 4.6 trường IAS. Mình hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Lý do mình tạo nên dự án này và ý tưởng là do thầy đưa ra. Là gì con? Là do thầy đưa ra. À, do thầy đưa ra nên là mình làm thôi đúng không? Rồi, mời con tiếp tục nào. Khi mình chạm vào trái táo màu đỏ thì mình sẽ được cộng 1 điểm. Khi mình chạm trái táo bị khắc làm một nửa thì mình sẽ bị trừ 1 điểm. Và khi mình đụng vào quả táo vàng thì mình sẽ được cộng 5 điểm. Khi mình chạm vào quả táo nâu thì sẽ bị trừ 1 mạng. Khi mình đụng vào lọ thuốc thì mình sẽ được gấp đôi cái kích thước. Về phần đám mây thì mình lấy ứng dụng hình tròn làm ra. Và pháo hoa thì mình lấy từ trên mạng internet về. Từ chữ thắng và chữ thua thì xài công cụ chữ T và viết. Mỗi lần trái táo vàng xuất hiện thì sẽ đợi mình 16 giây để xuất hiện lại thêm lần nữa. Em xin kết thúc bài thuyết trình của em ở đây. Rồi. Cảm ơn bạn Phi Đằng đã trình bày về cái sản phẩm của mình.